Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình mới sắm một chút đồ chơi cho GoPro Hero 5. Và hôm nay mình sẽ test thử xem. Trước tiên mình muốn test về khả năng leo dây ở trên đội tuyển quốc gia. Các bạn xem dây nhé. Đấy, dây từ đây lên trên kia. Khoảng cách chắc cũng phải 15 mét. Và bây giờ thì mình sẽ đeo thử vào nhé. Đang trên này mệt phết, không đủ dây lại bé, mỗi lần dậy leo thì xong cũng đau hết cả tay. Cảm giác rất là sợ, cao vãi. Thôi mình xuống đi, mỏi quá. Thực ra mình thấy xuống nó còn mệt hơn là leo lên. Thật sự. Xin chào các bạn.